và kỳ nghỉ bí mật của giới siêu giàu. Một nơi ẩn náu yêu thích, Marina di Portofino, Ý. Làng trài cổ xưa này giờ là nơi ẩn giật độc quyền của các tỷ phú và người nổi tiếng. Nó độc quyền đến nỗi chỉ có một con đường cho các điểm ra vào và đỗ xe, không dành cho siêu xe, mà là những chiếc du thuyền sang trọng. Những vị khách hạng A bao gồm Steven Spielberg, Andrei Melnichenko và Rihanna. Hai thị trấn nghỉ dưỡng ở châu Âu, COTED d'Azur, Pháp, Thị trấn Địa Trung Hải của Pháp là ngôi nhà thứ hai dành cho những người giàu có. Đáng chú ý là nhiều tỷ phú đến từ Nga và Trung Đông. Bất động sản trung bình ở đây ở mức 28.5 triệu đô la cho một căn hộ có 5 phòng ngủ. Nơi này nằm gần Monaco và Nice, lúc nào cũng có ánh mặt trời và làn nước trong vắt, đem lại cảm giác thư giãn tuyệt vời. Ba nhà ở Caribe, STBAZTHELEMI. Bên ngoài châu Âu, STBAZTHELEMI là điểm đến nghỉ dưỡng hoàn hảo ở vùng biển Caribe. Những người sở hữu biệt thự, căn hộ ở đây hầu hết là người Anh. Nếu bạn sở hữu một tài sản ở STBART, một số người hàng xóm nổi tiếng của bạn bao gồm Jay, Zed và Roman Abramovich. 4. Khu nghỉ dưỡng Mandiver Những người siêu giàu mới từ châu Á đang bơm thêm tiền vào các thị trường xa xỉ trên toàn thế giới và Mandiver là sự lựa chọn hàng đầu của họ. Quốc đảo nhỏ bé được trang Gram trích dẫn là điểm đến ưa thích cho ngôi nhà thứ hai, hoặc có thể thứ ba hoặc thứ tư bởi những người cực kỳ giàu có từ châu Á. Năm không gian. Ngay cả những người siêu giàu cũng phải xếp hàng và chờ đợi, du hành không gian trở nên khả thi hơn bao giờ hết khi một vài công ty khởi nghiệp tư nhân do Virgin Atlantic dẫn đầu, cung cấp gói du lịch không gian thương mại đầu tiên. Đến nay, chỉ có cơ quan vũ trụ Nga đã cung cấp du hành không gian cho các cá nhân, nhưng chương trình này thất thường và hạn chế. Sáu câu lạc bộ yêu thích, Ibiza, Tây Ban Nha. Đây thực sự là thiên đường của người leo núi một điểm dừng chân yêu thích của những người giàu có. Ibiza tự hào có một số câu lạc bộ đêm sang trọng nhất thế giới, bao gồm Space, câu lạc bộ tốt nhất thế giới, La Pacha, một tổ chức công nghiệp, đặc biệt nơi này cũng không kém phần lộng lẫy khi nằm trên một bờ biển đẹp, có nhiều vịnh nhỏ để vui chơi. 7. Thị trấn trượt tuyết yêu thích, Ascun, CO Thị trấn trượt tuyết trên núi sẽ luôn là điểm đến trong mùa đông yêu thích của giới siêu giàu, những người nổi tiếng bao gồm Maria Carey. Goldie Hawn và El Macpherson năm nào cũng lui tới đây. 8. Davos, Thụy Sĩ Davos là nơi có một bức tranh toàn cảnh dãy Alps đẹp nhất ở Thụy Sĩ. Nơi này hàng năm không chỉ thu hút một lượng lớn du khách lui tới mà các nguyên thủ quốc gia. Các nhân vật có tầm ảnh hưởng cũng gặp nhau tại đây để bàn bạc công việc. Theo Phan Hằng Dân Việt